Thần tài gõ cửa. Ngày xưa, trên thiên đình, Ngọc Hoàng thường tổ chức tiệc bàn đào mỗi năm một lần. Vị thần nào cũng được mời lên dự tiệc. Trong đó có thần tài, vị thần chuyên quản lý tiền bạc, của cải. Ôi trời ơi, trông ông ta như phường chèo đi diễn kịch ấy. Cái này bán đi chắc được nhiều tiền lắm đây. Thấy bộ quần áo lạ lùng kia, chắc cũng bán được giá đấy nhỉ. Hả? Tôi là ai? Đây là đâu mà lạ thế này? Ôi trời ơi, thì ra là một lão ăn mày ngớ ngẩn. Ôi thơm quá, mùi gì mà thơm quá. À, thì ra là ở đây. Ông muốn mua vịt quay phải không? Tôi không có tiền, làm thế nào để ăn được vịt quay? À, thì ra là một tên ngớ ngẩn, cút đi cho người ta còn bán hàng. Tôi đói lắm, từ sáng đến giờ tôi chưa được gì vào bụng cả. Ông vào đây, tôi cho mấy miếng thịt vịt nè. Hả? Bà nói thật ư? Trời ơi, bà điên à, hơi đâu lại đi cho không vịt chứ. Ôi, đời nào tôi cho hắn vịt mới chứ. Kìa, cái bát thiêu thúi kia của ông không ăn được thì cho hắn ăn hộ, chứ đổ ra ngoài đường người ta cũng mắng cho. Ôi, ngon quá đi. Trần đời, ta chưa từng ăn món vịt nào ngon đến vậy. À, cho tôi một phần vịt quay. Có khách kìa. À, tôi lấy hai phần vịt quay, để tôi ba phần nha. Tự dưng lại đông khách thế ông ơi, kéo bán hết đống vịt tồn từ hôm qua nữa đó. Hả? Trời ạ. Tôi lại đói quá. Nè, hôm qua ông được ăn miễn phí nên hôm nay quen mùi đến hả? Nhưng tôi... Đi đi, để tôi bán hàng nha. Chưa bán được gì, mới sáng sớm đã tới ám rồi hả? Đừng đánh mà. Sao hôm nay chẳng có ai tới mua vịt như vậy? Cho tôi ba cái bánh bao. Tôi 5 chiếc nha. Ông xem lạ chứ kìa. Thật trùng hợp. Hôm qua lão ăn mày đến quán ta thì đông khách, hôm nay tới lượt quán bánh bao. Chẳng lẽ lão ăn mày đó đem lại may mắn? Lại đây, tôi cho ông ăn vịt quay. Ngon, ngon. Trời ơi, sao vịt ôi theo thế này, ông cũng ăn được hả? Đi theo tôi dẫn ông sang quán của tôi nha. Nè, ông cứ ăn nhiều vào nha, quán tôi còn nhiều vịt lắm. Chặt tôi thêm hai con vịt. Dạ, có ngay. Bà dám sang tận quán tôi, cướp người của chúng tôi hả? Lôi ông ấy về quán mau. Không được, hai người không thể lợi dụng ông ấy mãi như vậy được. Thả tôi ra, thả tôi ra. Hả? Thôi chết. Ta đang ở đâu thế này? Ta nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Ông là... Ta vốn là thần tiên trên thiên đình, cai quản sự may mắn và tiền bạc cho nhân loại. Con lại thần tài. Bẩm thần tài, vợ chồng chúng con tuy không biết ngài là ai, nhưng thấy thương ngài nên thời gian qua đối xử với ngài rất tốt. Chứ không phải cho ta ăn đồ ôi thiêu rồi nói dối đó là mùi vị riêng ư? Các người nên nhớ, một khi đã làm ăn gian dối, đối xử tệ bạc với người, thì cả đời này các người cũng đừng mong may mắn tiền bạc đến với mình. Còn bà, đã có lòng đối xử tốt với người gặp hoạn nạn, ta rất ghi nhận. Từ nay bà hãy cư xử đúng mực, ta sẽ ban may mắn lại cho bà. Con đổi ơn ngài. Ngày thần tài bay về trời,
cũng chính là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Do đó, cứ hàng năm, hàng tháng, nhà nhà, mọi người đều lấy mùng 10 làm ngày vía thần tài. Cũng kể từ đó, mọi người coi thần tài như là báu vật và họ lập bàn thờ, tôn thờ ngài để cầu mong có thể làm ăn buôn bán thuận hòa, phát tài, phát lộc. Chú cáo nhát gan. Ồ, giỏi quá, siêu thật. Đó chỉ là một trong những chiêu đơn giản nhất để sinh tồn mà thôi. Hãy nhận chúng con làm đồ đệ, chúng con xin được theo thầy để học võ. Hai con hãy mau đứng lên đi. Nếu mà thầy không nhận lời, chúng con nhất định không đứng lên đâu. Thôi được, ta đồng ý. Chúng con cảm ơn thầy. Con mèo đó có gì mà ghê gớm thế chứ? Thầy cơ đấy. Tính ra thì tài nghệ của nó có khi chỉ bằng cái móng tay của ta. Nhưng mà kể ra được người khác gọi bằng thầy thì cũng oai thật đấy. Người như mình mới xứng được gọi bằng thầy, được nhận đệ tử chứ. Ôi chao, trông thầy cáo kìa, ai phong làm sao? Ôi, thầy cứ để con. Hay quá, phải thế mới xứng tầm của ta chứ. Xem ra ta cũng phải thu nạp đồ đệ thôi. Nên lấy tên là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại gọi là thầy cáo? Không được, nghe nó quá tầm thường. Gì nhỉ? Thầy gì được nhỉ? Phải rồi, phải lấy nghệ danh là thầy Chu Tê, nghe cho nó hay. Chu Tê nghĩa là chúa tể, cái tên này sinh ra nghe cứ như là để cho mình vậy. Ôi, thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, lại còn trí thông minh vượt bậc nữa chứ. Phải về xin mẹ cho đi học thôi. Hay quá, thằng nhỏ nhà tôi dạo này mãi chơi lắm, cho theo học lớp này tốt quá. Đúng vậy đó, tôi cũng phải gửi hai đứa nhà tôi theo học thầy Chu Tê mới được. Đẹp rồi đây. Kính chào thầy Chu Tê. Tốt lắm, thầy Chu Tê ta là người võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi nhất cánh rừng này. Các đệ tử gặp được ta là may mắn lắm đấy. Chúng đệ tử xin thầy chỉ bảo ạ. Muốn học được hết võ nghệ của ta, các đệ tử chắc phải mất 30 năm là ít. Còn muốn được thông minh lanh lợi như ta thì e rằng có học cả đời cũng chẳng được. Ở cánh rừng này, đến cả những loài mạnh như hổ hay sư tử cũng chẳng phải là đối thủ của ta nữa là. Nhưng thôi, trước tiên cứ khởi động đã nhé. Dạ. Giờ khởi động khớp chân khớp tay cho thật dẻo vào. Thầy đi kiếm cái gì bỏ bụng rồi quay lại đây dạy tiếp. Dạ. Kiếm gì bỏ bụng được nhỉ? Ôi, chết tôi rồi. May quá, suýt chút nữa thì làm mồi ngon cho nó rồi. Nè, nghe nói là hôm nay trong rừng khai giảng lớp học võ thì phải. Đúng rồi, thấy quảng cáo thầy dạy võ, tài nghệ cao cường lắm, lại túc trí đa mưu nữa. Thân thủ phi phàm, sức khỏe phi thường, trí thông minh vượt bậc cơ mà. Mình bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Nhưng mà không biết là ai mà giỏi thế nhỉ? Thật là ngưỡng mộ đó. Nghe đâu người đó tên là... Chu Tè hay sao ấy? Hả? Chu Tè á? Dám gọi ta là Chu Tè sao? Này, hai tên khỉ nhãi nhép kia, sao dám gọi ta là Chu Tè? Tên ta là Chu Tê. Hay như thế mà các mi dám... Nhớ đó, tên ta là thầy Chu Tê. Chu Tê nghĩa là chúa tể đó, nhớ lấy. Đây rồi, phen này thì chạy đâu cho thoát. Tên cáo hổm hỉnh, thùng rỗng kêu to kia, để xem thầy Chu Tê võ nghệ cao cường đến đâu nào. Tha cho tôi đi. Ôi, phen này mình tôi thật rồi. Nhìn kìa, thầy Chu Tê kìa. Sợ quá tè ra cả quần.
Đúng là thầy vô tè. Vô tè. Cần chút nghỉ ngơi. Chào cậu cục đèn. Chào cậu chim nhỏ. Hôm nay có gì trông cậu vui thế? Hôm nay mình vừa bay qua công viên đó. Trận mưa sáng nay khiến cầu vồng mọc lên. Mình đã bay ngang qua cầu vồng. Khung cảnh thật là đẹp. Ôi, cậu thích thế. Được bay nhảy khắp nơi. Không như tôi suốt ngày phải đứng đây. Dĩ nhiên rồi. Vì tớ có đôi cánh, tớ có thể bay đi khắp nơi. Được bay giữa làn mây trắng. Bay từ cánh đồng đến khu phố. Được lang thang trong gió nữa. Ôi, lại mưa rồi. Tớ phải bay đi trú mưa đây. Tạm biệt. Tạm biệt cậu. Buồn quá. Mình suốt ngày bị chôn chân ở đây. Chẳng được đi đâu cả. Chẳng biết cầu vồng là cái gì. Ôi trời, mấy cái xe này ồn ào nhức đầu quá đi. Mau đi đi, ồn ào quá. Kia, thấy rồi. Là anh bạn của anh kìa. Là cậu chim nhỏ đấy sao? Và ai kia? Cục đèn ơi, đây là cô bạn của tôi. Chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua khi đi tránh mưa đấy. Tôi đã quyết định sẽ cùng cô ấy bay đến cánh đồng phía nam để sinh sống. Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhé. Cậu ấy thật là hạnh phúc. Trời ạ, bao giờ mình mới thoát được cái kiếp cục đèn này chứ? Chiếc đèn này hình như bị hỏng mất rồi. Hôm nay tôi mệt mỏi, tôi sẽ không làm việc nữa đâu. Các cậu không có tín hiệu đèn của tôi. Các cậu sẽ thoải mái được đi và không còn phải ấn còi inh ỏi nữa. Còn mình sẽ được một ngày nghỉ ngơi đây. Sẽ không phải chịu đựng tiếng ồn ào gì nữa. Trời ơi, không lúc nào được yên hết. À! Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Mẹ ơi, con đau quá. Không sao, không sao đâu con. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ ơi, chân con đau quá. Hai mẹ con chị có sao không? Tôi xin lỗi. Tại đèn giao thông không hoạt động cho nên. Để tôi đưa cháu vào viện. Đèn giao thông kiểu gì thế? Tại nó mà gây tai nạn đấy. Là tại mình. Mình thật là ích kỷ. Ngã tư đường này thật là đông đúc. May là có cái cột đèn tín hiệu ở đây. Ôi, hóa ra cái công việc vất vả khó khăn này cũng thật đáng tự hào. Ôi, mình cảm thấy yêu công việc này biết mấy. Mình sẽ giữ gìn trật tự nơi đây. Sự tích ngày và đêm. Ngày xưa ngày xưa, mặt trăng, mặt trời và gà trống cùng sống trên bầu trời. Thuở ấy, gà trống vẫn chưa có chiếc màu đỏ to đẹp như bây giờ. Tôi đã kết những tia nắng hoàng hôn thành chiếc mũ đỏ này tặng bạn. Bạn tặng tôi chiếc mũ đẹp thế này sao? Nhưng tôi thân phận thấp kém, sao dám nhận? Bạn nhận đi, chúng ta là bạn mà. Bạn bè thì không phân biệt cao sang hay thấp hèn gì cả. Sao mặt trời lại tặng gà trống chiếc mũ đỏ đẹp thế được? Chiếc mũ ấy chỉ người cao quý như mình đội mới xứng thôi. La la la, la la la, la la la. Này gà trống, mặt trăng gọi tôi hả?
Bạn hãy đưa chiếc mũ đỏ cho tôi. Đổi lại, tôi sẽ cho bạn chiếc áo này. Chiếc mũ đỏ này mặt trời tặng tôi. Tôi không đổi lấy bất cứ thứ gì đâu. Bạn nghĩ mình xứng đáng đội chiếc mũ đỏ mặt trời tặng ư? Sao bạn không biết thân biết phận vậy? Tôi... thấp kém như bạn, chỉ xứng ở dưới mặt đất thôi. Hãy xuống đó cùng chiếc mũ đỏ của bạn đi. Ôi, mũ của tôi! Mặt đất tối đen thế này, mình không thấy gì cả. Mũ của mình đâu rồi nhỉ? À, mình sẽ nhờ mặt trời giúp. Mặt trời ơi! Mặt trời ơi! Gà trống đó hả? Sao bạn lại ở dưới mặt đất thế kia? Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể sau. Giờ cậu tỏa sáng cho tớ tìm chiếc mũ đã. Chiếc mũ đỏ của mình kia rồi. Gà trống ơi, bạn không cất nổi cánh nữa rồi. Để tôi kéo bạn lên. Cố lên nào, cố lên nào. Thôi thôi, mặt trời ơi, đừng cố nữa. Bạn mà rơi xuống đây thì muôn loài dưới mặt đất này sẽ bị đốt cháy. Cả bạn cũng sẽ chết đấy. Nhưng còn bạn... không sao, tôi thì ở đâu cũng sống được mà. Ở đây thì tôi không được chơi với bạn nữa rồi. Gà trống đừng lo. Sáng sớm khi bạn thức dậy, hãy gọi mặt trời ơi. Tôi cũng sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé. Ừ, hứa nhé. Tôi hứa. Tình bạn của mặt trời và gà trống thật đáng ngưỡng mộ. Còn mình, dù có làm ra vẻ cao quý đến đâu, mình cũng không bao giờ có được tình bạn đẹp đẽ như thế. Mình thật có lỗi với gà trống và mặt trời. Mình còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa đây? Mặt trời ơi! Tôi đây. Chào gà trống, chúc một ngày tốt lành. Chào mặt trời, chúc bạn một ngày tốt lành. Từ đó trở đi, gà trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy đánh thức mặt trời dậy. Từ trên bầu trời cao, mặt trời mỉm cười tỏa ra những tia sáng ấm áp. Những bông hoa đua nở khoe sắc. Muôn loài cũng thức dậy, tung tăng đi kiếm ăn. Người ta gọi đó là ngày. Còn mặt trăng thì đợi đến khi gà trống và muôn loài chìm vào giấc ngủ mới dám ló đầu ra khỏi đám mây và tỏa những tia sáng yếu ớt ngại ngùng. Người ta gọi lúc đó là đêm. Người con của thần mặt trời. Mặt trời đẹp quá. Đã đến giờ cha điều khiển cỗ xe mặt trời đi khắp thế gian rồi. Phai Tông, sao con chưa chuẩn bị đi học lại ra đây ngồi làm gì vậy? Con đi ngắm bình minh. Cha vừa điều khiển cỗ xe mặt trời qua đây mẹ ạ. À, được rồi, giờ con phải về chuẩn bị đến lớp, không muộn bây giờ. Con không muốn tới lớp. Hôm qua thầy giáo đã phạt con phải đứng ngoài hành lang và phải xin lỗi các bạn. Có chuyện gì vậy? Chả lẽ con làm gì sai sao? Con chỉ nói với các bạn cha con là thần mặt trời Helios vĩ đại, nhưng các bạn một mực không tin, lại còn chế giễu con, nên con mới ra tay đánh lại đó chứ. Nhưng mẹ ơi, tại sao chẳng bao giờ cha xuống thăm mẹ con mình cả? Chúng ta thuộc về thế giới các vị thần, nơi đó có rất nhiều luật lệ mà con chưa hiểu được. Cha của con mang bên mình dòng ánh sáng chói lòa, quá rực rỡ. Nếu cha con xuống đây, mọi vật sẽ bị thiêu đốt mất. Vậy con muốn lên thăm cha. Được, con yêu ạ. À, nhưng con phải đợi đến khi con 18 tuổi, con mới có đủ sức mạnh để trèo lên đỉnh Olympus, nơi các vị thần trị vì. Mẹ hứa nha, đến lúc đó con sẽ gặp được cha. Mẹ hứa, giờ thì chúng ta đi thôi.
Khi nào lớn lên, nhất định mình sẽ xin cha được điều khiển cỗ xe mặt trời. 18 năm sau, con hãy nhớ lời mẹ dặn, phải tuyệt đối nghe lời cha của con và cư xử cho phải phép. Vâng, con nhớ rồi, con là con của thần mặt trời kia mà. Thôi, thưa mẹ con đi. Kia rồi, chỉ một chút nữa thôi. Đây chính là đỉnh Olympus, nơi các vị thần ngự trị đây rồi. Con là Phe Tông phải không? Nào, lại đây chàng trai, cho ta được nhìn con rõ hơn. Thưa ánh sáng của thế gian, vị thần Helios, cha, tại sao cha không bao giờ xuống thăm con, dù chỉ một lần? Ta hiểu, đó là sự thiệt thòi rất lớn của con, nhưng con thấy đó, ta không thể nào rời khỏi ngọn núi Olympus khi chưa có sự cho phép của thần giới. Ngày ngày, ta vẫn dõi theo con, và vui mừng khi con lớn lên từng ngày, và trở thành một chàng trai mạnh khỏe và to lớn như vậy. Cha làm chủ cung điện nguy nga này ư? Thế còn quyền năng của cha thì sao? Cha có thể ban cho con một đặc ân không thưa cha? Tất nhiên rồi, không có gì mà vị thần tối thượng như ta lại không làm được. Nào, nói đi con trai của ta. Con chỉ xin cha được một lần điều khiển cỗ xe mặt trời. Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con là con của thần Helios vĩ đại. Những lời của con thật là hấp tấp. Ta ước giá ta có thể rút lại lời hứa của mình. Ta phải thừa nhận với con rằng ta sẽ chỉ từ chối con điều này mà thôi, bởi vì điều đó là tốt cho con. Phe Tông, con đã ao ước một điều quá lớn, một điều không phù hợp với sức mạnh của con. Không ai ngoài ta có quyền năng điều khiển cỗ xe mặt trời. Thậm chí, ngay cả chúa tể của đỉnh Olympus, thần Zeus, với quyền năng sấm sét đáng sợ, cũng không thể điều khiển được nó. Thưa cha, con có sức mạnh, đôi bàn tay to khỏe này có thể điều khiển được cỗ xe đó. Con là con của thần mặt trời, không có điều gì mà con không làm được cả. Hơn nữa, con chỉ xin cha có một lần thôi. Không thể đâu con. Hằng ngày ta phải điều khiển cỗ xe đó với những con ngựa vô cùng dữ dằn. Lũ ngựa sẽ chạy theo con đường đã định. Ta phải luôn đảm bảo rằng mình chạy ở giữa trời và đất, đừng để mặt đất nóng quá, cũng đừng đưa ngọn lửa thiêu đốt tới thiên đàng. Con chưa có đủ sức mạnh để làm được điều này. Hãy chờ thêm thời gian. Hãy chờ? Con đã chờ 18 năm rồi. Cha còn muốn con đợi bao lâu nữa? Cha thật sự không hề yêu thương con. Hãy chăm sóc thằng bé chu đáo nhất. Nó cứng đầu và quyết liệt giống y như ta hồi còn trẻ vậy. Thật là một tác phẩm tuyệt mỹ. Tại sao ai cũng bảo ta không đủ sức mạnh chứ? Ta có thừa, chưa thử thì không thể biết được. Trời ơi, Phe Tông, con đang làm cái gì vậy? Cha thấy không, lũ ngựa rất nghe lời con. Việc điều khiển cỗ xe này chả có gì khó khăn cả. Con có thể làm được rất tốt. Nếu con vẫn còn có thể nghe lời cha dặn, chàng trai, hãy gò cương thật chặt, lũ ngựa sẽ chạy theo con đường đã định. Đừng buông lơi, con phải luôn đảm bảo rằng mình chạy giữa trời và đất, đừng để mặt đất nóng quá, cũng đừng đưa ngọn lửa thiêu đốt tới thiên đàng. Sao cỗ xe mặt trời lại đi qua lãnh địa này? Những đám mây không chịu nổi sức nóng đã biến mất. Có chuyện gì với thần Helios vậy? Trời ơi, mình đã gây họa rồi. Giá như mình kịp nghe theo lời khuyên can của cha, thay vì tính hiếu thắng và kiêu ngạo này. Xin thần giới quyền năng, hãy cứu lấy thế gian này. Phe Tông, ngươi từng là con trai của thần Helios, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho tội lỗi quá nghiêm trọng mà ngươi vừa gây ra. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Chỉ vì lòng kiêu ngạo và hiếu kỳ mà chàng trai Phe Tông đã mang bao tai họa đến cho con người thế gian và các vị thần trên đỉnh Olympus. Vì thế,
Mặc dù là con trai của thần mặt trời Helios, nhưng Phaeton vẫn không tránh khỏi một kết cục bi thảm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!